tại kỳ thiên tịnh xá của trường gia khám cô đồng gần thành xá thế khi đêm gần bạn có một vị trời dương sáng thô thang chiếu diệu sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đàn để bởi suy nghĩ điều hạnh phúc không mong đợi một đời sống an lành nên ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy nói kẻ thân cận thượng thượng tôn đức là phố thanh cao thượng nào chú sư thiện thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tự tâm là thanh cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thần bằng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nên hàng nguyên buồn vì không nói lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy tại đàm luận pháp là phúc lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lân cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hay được an toàn là phúc lân cao thượng. Nam mô Bụt Tha dạ. Quý vị đợi chút nha. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Ma Trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con Khema thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đồng hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài số 34, Kinh Thập Thượng, Dasutara Sutta. Ba pháp chịu phần tai hại. Dạ hôm nay thì con không biết ai giảng nha. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha dạ. Nhất tâm đảnh lễ.
Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh báo Phật thiện thuyết thiết hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Giờ thì con không biết mời ai, không biết hôm nay là giảng sư là vị nào. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha. Dạ. Nam mô Bố Tha. Kính đại lễ Đức Phật. Kính đại lễ Đức Pháp. Kính là lễ chư thần ban ơn Phật. Hôm nay ngày thứ hai là ngày thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng về ba pháp thuộc phần hạ liệt. Từ mà gọi là hana Phật gia nó chưa hẳn là tai hại, chỉ là hạ liệt, bởi vì nó sẽ đối với, nó có cái sự đối xứng với cái từ gọi là quý si sa Phật gia, tức là pháp thuộc phần thủ thắng. Cho nên thường thường thì chúng tôi xài cái từ để gọi ba pháp này, ba pháp thuộc phần hạ liệt chứ không phải pháp thuộc phần tai hại. Mặc dù như trong bài học hôm nay thì chúng ta nói về ba bất thiện căn, thì có thể hiểu là pháp đó đưa đến sự tai hại, nhưng ở trong những cái lần trước mà chúng ta đề cập đến những cái pháp mà nó phần hạ liệt thì nó chưa hẳn là tai hại. Và hôm nay mặc dù chúng ta nói đến ba bất thiện căn chỉ là đơn giản thôi, nhưng mà cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến, ở trong bộ kinh Ngài Xá Lợi Phất, tôn giả Xá Lợi Phất Ngài quá nói một người mà biết được cái pháp bất thiện và biết được cái căn bất thiện thì người đó gọi là người có chánh tri kiến. Cũng như một người biết được pháp thiện và biết được căn của pháp thiện, người đó gọi chánh tri kiến, vâng vâng. Thì như vậy cho thấy rằng là cái căn bất thiện này nó không có chỉ đơn thuần như chúng ta nói tham sân si, mà tại sao nó là căn bất thiện? Nói theo kinh tạng nghĩa như thế nào, mà nói theo biện pháp
có ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Chánh Đẳng giảng bài học hôm nay. Và bây giờ thì xin mời sư cô Khê Ma đọc cho chính kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư bắt đầu thuyết giảng Nam Mô của Thầy. Nam Mô Bố Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu đã giảng nhập bài học hôm nay. Phong là đề phong là. Kinh Thập Thượng. Ba Pháp chịu phần tai hại. Tôi sẽ đọc ở trên màn hình đó, xin quý vị đừng trong cái giờ này đừng có phát lên lời chào hỏi gì hết ha, chậm chút xíu đi. Bài chánh kinh hôm nay rất là ngắn. Ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thụ thắng, ba pháp rất khó thể nhập, ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp chịu phần tai hại? Ba bất thiện căn. Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp Học, Pháp Sư Giác Giới biên soạn. Ba pháp thuộc phần hạ liệt. Đây là ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, gốc tham ái tạo ra tâm tham muốn nhiễm đắm. Hai, sân bất thiện căn, gốc sân hận tạo ra tâm sân thù oán. Si bất thiện căn, gốc si mê tạo ra tất cả tâm bất thiện. Đây là vô minh, là diền mối của ác bất thiện pháp. Sự giải thích về ba căn bất thiện sau đây được trích từ quyển Vi Diệu Pháp Toát Yếu của Ngài Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Căn Mula hay cội rễ, nguồn gốc từ đó phát sinh lô hoa tham đô sa sân và mô ha si là ba căn bất thiện. Đối chiếu với ba căn này là ba căn thiện: a lô hoa không tham, a đô sa không sân, và Amoha không si. Roha bắt nguồn từ lũ bám chặt vào hay cột lại, có thể được dịch là luyến ái hay bám níu. Vài học giả thích dùng danh từ khác vọng hơn, ái dục cũng được dùng trong nghĩa tương đương với Loba. Khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng đáng được ưa thích, tức trần cảnh khải, thông thường có sự luyến ái hay bám víu phó sinh. Ngược lại, nếu đối tượng không đáng được ưa thích thì có tâm bất toại nguyện. Trong ngạn ngữ Pali, sự bất tội nguyện ấy được gọi là dosa hay batiya. Dosa xuất nguyên từ căn dos, không bằng lòng, không vui, bất mãn, bất tội. Batiya do căn bati chống lại và ga chạm vào, đụng, tiếp xúc. Quý vị đợi chút nha.
Khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng được ưa thích, tức trần cảnh khả ái, thông thường có sự luyến ái hay bám víu phát sinh. Ngược lại, nếu đối tượng không đáng được ưa thích thì tâm bất tội nguyện. Trong ngạn ngữ Pali có sự bất thoại nguyện ấy gọi là dosa hay bhagita. Bhagia dosa xuất nguyên từ trước không bằng lòng, không vui, bất mãn, bất tội. Tabiga vô căn ba ti chống lại và ga chạm vào, đụng tiếp xúc. Ác ý thù hận được xem như có ý nghĩa tương đương với bhagita. Moga là vô căn, mu lầm lạc ảo tưởng, đó là trạng thái mê mờ lầm lạc ảo tưởng. Chính moga bao trùm đối tượng như một đám mây mờ và làm cho tâm mù quáng, không thấy rõ. Đôi khi moga được phiên dịch là không biết, là si mê. Theo Dhamma, moga si nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Lobha và dosa không phát sanh một mình mà luôn luôn phối hợp với moha. Còn moha si thì có thể khởi sanh đơn độc một mình. Do đó từ moha si mê mạnh mẽ. Và thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya. Kính đại lễ chư Tôn Đức. Thưa chào tất cả quý Phật tử. Hy vọng rằng quý ngài quý vị có thể nghe rõ vì sáng hôm nay đang ở trên xe bus cùng với chư tăng và quý Phật tử ở trong trại hè Phật giáo 2019. Và trại hè sẽ kéo dài 8 ngày xuyên qua 7 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, có thể trên đường đi có những đoạn đường truyền sẽ bị gián đoạn, và mong quý ngài quý vị kiên nhẫn sau đoạn. Bài học ngày hôm nay đó, chúng ta nói về ba cái căn bất thiện. Chữ căn ở đây nghĩa là gốc. Và nếu chúng ta nhìn mọi cái sự vật mà không nhìn vào cái gốc thì chúng ta chỉ nhìn thấy đại loại cái hoa lá cành ở bên ngoài. Và điều đó đó, nó không cho chúng ta biết một cái đích xác. Ví dụ như là ở trong rất là nhiều năm, nhiều thế kỷ đó, trong lịch sử nhân loại, nói đến những cái căn bệnh thì thưa quý vị, trước khi ông Pasteur mà khám phá ra về những loại vi trùng, bởi Việt Nam chúng ta gọi là virus, ở trong tên gọi là virus, thì nhiều khi chúng ta không thật sự biết là cái gốc của căn bệnh nó là gì. Rất là đơn giản là mình thấy người đó, khi mình nhìn thấy những sản phụ mà vào trong nhà bệnh viện ra thì có người sống, có người chết. Đôi khi người ta nghĩ rằng là do ý của chúng, do trời định, do số mệnh. Nhưng về sau này người ta khám phá ra rằng nó có một thứ, đó là và vi trùng có cái hiện tượng gọi là lây lan. Nó có thể lây từ người này sang người khác, bởi vì nó quá nhỏ. Và thời xưa người ta không biết rằng
có một cái thứ vi sinh vật hiện hữu như vậy, nó tạo nên những cái tàn phá đối với cơ thể, chết người. Ngày nay những cái sự hiểu biết của chúng ta về DNA, về tế bào học, về vi trùng học tương đối đi rất là xa. Nhưng mà để tìm ra những cái bệnh trạng thì người ta phải đi tìm cái gốc người ta mới trị được. Còn trị cái ngọn thực ra nó không có đủ. Đối với con người thì chúng ta chỉ phê phán qua hành động, qua những gì mà mình thấy được. Nhưng mà những gì mà chúng ta nhìn ở bên ngoài, phê bình thậm chí là bới lông tìm vết, thì tình thật nó chỉ là phần hoa lá cành, cái bề nổi ở bên ngoài. Nhưng mà cái căn để, cái gốc thì chúng ta lại không biết. Mà nếu chúng ta không giải quyết tận gốc thì thưa quý vị, muôn thuở những cái việc đó nó mãi mãi là như vậy. Hôm nay thì chúng ta học về ba pháp thuộc phần hạ liệt. Ngày mai chúng ta học ba pháp thuộc về thù thắng. Thì thưa quý vị, hạ liệt ở tại đây đề cập đến ba bất thiện căn là tham căn, sân căn và si căn. Tham căn, sân căn, si căn đó, nó là ba cái gốc của phiền não. Đại khái là bất những cái pháp nào mà nó đi với si căn, như là trong tám tâm tham chẳng hạn, trong tham căn đó đi với tham căn trong tám tâm tham, thì thưa quý vị, những pháp này mang cái đặc tính là dính mắc, là bám víu. No restroom break. Tại garage area không ạ? À? Oh. Yes, I'm not okay. Yeah, it's too late, sir. It's too late. Yeah, get up, sir, a little bit. There's Bucky. Bucky, please. Bucky. Okay. Yeah, mình sẽ ghé cây xăng của quý vị. Yeah, mình ghé cây xăng. Ghé Bucky, please. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. I didn't get a Bucky. Xin lỗi quý đạo hữu á. Tại vì đang ở trên xe. Dạ. Cái đặc tính của sự vướng mắc ở trong đời sống, nó có thể thấy, lấy là ba cái thí dụ. Là ví dụ như là chúng tôi đang đi từ Houston lên Dallas. Nếu một người đi dọc đường mà không có cái lập tâm rõ ràng đó, đi tấp vào chỗ này, tấp vào chỗ kia, thì thứ gì có thể là cuộc hành trình mất rất nhiều thời giờ và đôi khi nó gây rất là phiền. Cái đó chúng ta gọi là sự vướng vấp trong đời sống. Hay hoặc giả là ở trong cuộc đời này, một khi mà chúng ta đã dính mắc vào một cách ăn uống, một thứ thực phẩm, và do sự vướng mắc đó mà khi chúng ta ăn những thực phẩm khác thì chúng ta không thoải mái, mình phải có cái đó mới được, thì đó là sự dính mắc. Nó cũng có cái thí dụ khác là năm trăm thì có tách đó là hút đó, đó nó là một cái mãnh lực, như là đối với sắc thinh khí bị xúc, cái tâm của chúng ta vướng mắc một cái gì và chúng ta bị lôi cuốn, bị cuốn hút vào điều đó, thì cái sự cái hấp lực đó, thì dính mắc đó
chúng ta gọi là tham căn. Sân căn thì ngược lại, sân căn cái gốc của sân, cái gốc của cái khó chịu, của cái bực bội, của cái không bằng lòng, của cái không vừa lòng. Ở đây nó cũng có thể là do cảnh, cũng có thể là do tâm. Nhưng mà thứ gì, cái sân nó cũng giống như tham, đôi lúc nó là một sự chi phối khách quan. Thí dụ như cái cảnh rất xấu, rất buồn, thì tâm của chúng ta không có thoải mái, tâm của chúng ta bực bội. Nhưng mà có khi nó cũng là một sự chứng rất là chủ quan. Ví dụ như là những người mà thích sống ở chỗ ồn ào, bây giờ về ở nơi thanh tịnh thì họ cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu đó nó cũng là một loại của sân. Và có những cái bực bội nó cũng giống như là tâm căn sân tham vậy đó, nó thuộc về chủ quan. Khi mà chúng ta đề cập đến si là chúng ta đề cập đến trạng thái mê mờ, mà bình thường người ta gọi là ảo giác hay là ảo tưởng, có nghĩa là sự nhận thức không có chân xác, không có rõ ràng, không có sáng suốt. Sự nhận thức một cách mê mờ, nhận thức bằng ảo tưởng, trong gà hóa cuốc. Cái si đó nó khiến cho chúng ta thấy những điều không hạnh phúc là hạnh phúc, thấy những điều mà vô thường mà đòi hỏi nó phải thường. Thì về phương diện này, ở trong Vi Diệu Pháp nói rằng cái căn si đó nó có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Có khi nó đi riêng là đi chỉ với tâm si thôi, nhưng mà trong tâm sân và tâm tham thì đều có căn si, đều có si đi cùng. Bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến ba bất thiện căn thì chúng ta nên hiểu rằng tham sân si là cái gốc rễ của bao nhiêu thứ va chạm, mít lòng, kiền hà, tranh chấp, chiến tranh, những cái mà chúng ta gọi là đại thế chiến, những cái giai đoạn lớn của lịch sử như là sự hình thành của những đế quốc, sự sụp đổ của nhân loại khi chiến tranh xảy ra. Thì tất cả điều đó nó đều bắt nguồn từ tham căn, sân căn và si căn. Đức Phật là một vị đại giác, là một vị tối thượng y vương, là một vị thầy thuốc. Tự nhiên khi mà Ngài dạy về cái đau khổ trầm thống của con người, của kiếp nhân sinh, thì Ngài cũng nêu rõ tham sân si là ba bất thiện căn, mà ba bất thiện căn đó chi phối và đã tạo nên rất nhiều những cái bi kịch ở trong cuộc sống. Đối với một người Phật tử có tu tập, dù rằng chúng ta có bị phiền não, nhưng mà bước đầu tiên mà mình rằng ở trong lòng mình có ba bất thiện căn và bị chi phối ba bất thiện căn, đó là cái ý thức tiên khởi, cái ý thức giúp cho chúng ta tương đối mà nói là như là người bệnh mà chấp nhận là mình có bệnh, hay là một người có vấn đề mà tự nhận biết là mình có vấn đề. Và không phải chỉ đơn thuần là tự nhận, mà thứ gì đối với ba bất thiện căn, chúng ta còn ý thức rằng những cái căn bất thiện này
nó len lỏi, nó chi phối trong mọi ngõ ngách của đời sống. Thậm chí là có những cái mà bên ngoài rất là đẹp, bên ngoài rất là trau chuốt, nhưng mà sau đằng sau là những động lực của tham, của sân, của si. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút xíu. Khoảng chừng 15 phút nữa thì chúng ta sẽ có một cái sân lớn ở trước mặt. Và cái sân này có đủ restroom cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ dừng lại ở gas station này để quý vị thư giãn một chút và sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó chúng ta tiếp tục lên đường, chúng tôi thông báo cho quý vị chuẩn bị. Dạ, xin lỗi quý vị có còn nghe được không vậy? Dạ, một lần nữa xin được hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ. Một cái người mà có bệnh mà không biết mình có bệnh á, thì đúng là vấn đề. Nhưng mà khi mình biết mình có bệnh mà mình chỉ biết một cách hời hợt ở bên ngoài, mình không biết cái gốc của nó để mà trị đó, thì thưa quý vị, rất khó để trị được hết bệnh. Nhưng mà một khi mình biết cái gốc của nó thì mình phải cũng biết phân loại nó, và đặc biệt là mình biết là mình thuộc về khuynh hướng nào. Ở trong binh pháp đó, có câu là biết người biết ta trong trận trong thắng. Và đối với phiền não thì thực sự là Phật pháp cho chúng ta gợi ý là cũng phải biết rõ. Thí dụ như là tánh ý của chúng ta nặng về tham, tánh ý chúng ta nặng về sân. Dạ đúng. Sư hỏi của mọi người có nghĩ là trưa nay không cần phải cần ăn trưa đâu? Không cần ăn. Dạ, ăn gì lắm. Nhưng mà sư cứ hỏi mọi người. Dạ vâng, dạ. Dạ, qua cái sân mình sẽ hỏi được. Dạ, dạ. Dạ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta biết về cái gốc của bất thiện thì chúng ta cũng cần biết là mình nghiêng về thứ nào. Thí dụ như là có những người trong đời sống đó, họ rất là dễ thương, rất là hiền hòa, nhưng mà không có nghĩa là họ không có phiền nặng về phiền não, mà thấy họ thiên nặng về tham. Có những người trong cuộc đời sống đó họ không có ham muốn nhiều, nhưng mà họ rất là dễ phẫn nộ, họ nặng về sân. Có những người mà ít khi họ suy nghĩ cái gì một cách hợp tình hợp lý, họ thường sống rất là chủ quan, sống theo ảo giác, thì cái đó chúng ta nói họ nặng về si. Mình hiểu rõ rằng mỗi người chúng ta có cái tham căn, sân căn, si căn rồi, nhưng mà mình cũng cần hiểu rõ là bản thân của mình là mình nặng về cái nào. Để làm gì? Để chúng ta có một cách sống tương đối là thích hợp. Một người mà tánh hay sân mà không nhận là mình nặng về sân đó, thì rất là tội nghiệp.
là bởi vì giống như là trong kinh Pháp Cú có nói, cái bàn tay của mình mà nó bị thương thì mình tránh những cái cầm cái gì nó bị nhiễm độc. Tại vì cái tay mà mình lành thì nó ít có bị nhiễm độc hơn là cái tay bị thương. Thì vậy biết băng bó cũng tương tự như vậy. Một khi mà mình hiểu rằng mình không phải là thánh, mình hiểu rằng mình có những bất thiện căn, và mình hiểu rõ rằng sân nặng về si, cái hiểu rõ đó nó là những bước đầu rất là tốt, rất cần thiết, rất nghiêm túc để chúng ta có thể làm cái gì gọi là nên làm bản thân của mình. Trong kinh cũng như là đặc biệt là trong sớ giải mà bộ Visuddhimagga hay là Thanh Tịnh Đạo đó có đề cập đến điểm này, là nếu một người mà nặng về sân mà muốn giảm thiểu lục thì nên thân cận với những người ít sân, đặc biệt là nếu mà mình sân mà ở dẫn sân thì mình là sân nhiều, mình là người nặng về tham, ở gần người tham mình lại tham nhiều hơn. Cái đó đó nó là một cái tấm gương sống, mà cái tấm gương đó nó hay khiến chúng ta. Dạ, bạch sư Tôn Đức và thưa quý đạo hữu, xin hỏi là không biết là thưa tọa thầy siêu có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tọa thầy siêu đang có mặt ở trước máy, xin thưa tọa quan hỷ giúp cho khoảng 10 phút, là bởi vì đến một cái trạm nghỉ đó, đang cần xuống với phái đoàn chút. Xin hỏi thưa tọa thầy siêu có ở trước máy không? Thượng tọa Tế Quyền ấy, thượng tọa Tế Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tế Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa Tế Quyền hoan ý tiếp lời cho một chút xíu. Đại Đức Pháp Tính đây. Ô, dạ, thấy thượng tọa Tế Quyền đưa tay. Thượng tọa hoan ý giúp chung chút xíu, bởi vì đang tới chỗ có trạm ngừng đó, phải ngừng ở đây rồi trong 10 phút nữa sẽ trở lại. Xin tri ân thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng mình có nghe kính thưa quý vị, đây là phần tiếp tục. Và thì có thể nói rằng cái căn bất thiện á, thì cái tham, cân sân, cân si, bất thiện căn này thì tạo ra rất là nhiều điều mà có thể nói rằng là khổ đau sanh tử cho tất cả chúng ta. Mà đó chính là vô minh, thì chúng ta biết vô minh đã nhấn chìm và đã che khuất bao đời nay trầm luân sanh tử triền miên vô thủy vô chung cuộc đời này á. Mình từ đâu đến, mình đi về đâu, do cái vô minh này, và chính vô minh này ra là căn gốc của tham, của sân, của si, tất cả nó là nguồn cơn. Cũng chính từ có những cái căn gốc đó chúng ta mới tạo nhiều cái tội lỗi của thân ác, của khẩu ác, của ý ác. Chúng ta đừng bao giờ nhìn thấy người khác, chúng ta nhìn thấy người khác rồi chúng ta nói rằng, chê rằng họ như thế này, họ như thế kia. Tính thưa quý vị, đó chính là do cái căn gốc bất thiện của chính họ về. Hiện nay chúng ta đang sống, chúng ta có tu, chúng ta đang sống, chúng ta đang tu, nhưng cái sự tu của chúng ta đó đó, nó ngay cả cái chúng ta đang thời ngăn chặn được cái phiền não, nhưng thì chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta sẽ tốt đẹp lắm. Có một người rất là hiền mà tại sao người ta
lại có thể giết người. Người ta có hiền, người ta có lại thân ác, khẩu ác, ý ác. Đứng được cái nhìn của Phật Pháp thì cái đó cũng chuyện thường, bởi vì căn bất thiện của họ quá lớn, quá mạnh, họ có thể tạo tác như vậy. Một con người có địa vị, có cái học thức, có tiền của tài sản, nhưng họ làm những cái hành động hết sức là tồi bại, thì chúng ta cũng đừng có thể mà có nói là xem thường hay là phỉnh nhổ khi chúng ta bán nhổ người ta. Cái câu nào nói rất là đúng, được cười người chứ có cười, cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười, thì để nói gì cũng muốn nói tới cái con người chúng ta đó, vốn cái tánh xấu nó nhiều mà chúng ta chưa bộc lộ. Cho nên chúng ta biết tự biết kiểm soát mình, biết thương mình, nó là một vấn đề hết sức là lớn ở trong cuộc sống này. Nếu như chúng ta biết được thì nó là quá tuyệt vời. Nhưng bởi chính vì cái căn gốc bất thiện hay là bị cái phiền não nó che khuất, cái đu sĩ giá ngủ ngầm tìm nhiên này rất là lớn lao. Cho nên khi chúng ta bực bội một cái là chúng ta có thể chửi bới người ta, hay khi chúng ta mắng nhiếc người ta một cách rất sức là nặng nề, hay là khi chúng ta có thể ra tay do cái sự sân độc hay do một cái sự ái chấp gì đó mà chúng ta có thể hạ đau mà không có thể ngờ được. Cho nên con người mãi mãi có sự ăn năn, con người mãi mãi có một cái sự khổ sầu là như thế. Cái sự khổ đau sinh tử này nó không dành riêng cho một ai, bởi vì còn phàm phu, còn sinh tử nhiều mà chúng ta không khéo tu để cởi bỏ bớt cái vô minh của mình, cái tham ái của mình, cái sân độc của mình, thì cái căn bất thiện đó nó còn, thì chúng ta sẽ nhiều đau khổ. Hay là có một câu nói rất là đặc biệt, nghe nào mà chưa là thánh thì bây giờ chúng ta đừng bao giờ tự tin chính mình. Khi chúng ta chưa đắc thánh, khi chúng ta chưa đắc thánh thì là một kẻ phàm phu, thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra với mình, nhớ như vậy. Nói như vậy để cảnh tỉnh chúng ta căn bất thiện này nó tạo tác hết sức là lớn. Hiện kiếp chúng ta được tu, cái điều kiện hiện tại chúng ta được tu, hay chúng ta không có làm ác một cái chuyện gì mà nó lớn lao, thì ở đó không có phải là chúng ta không bao giờ, sẽ không bao giờ bị tội lỗi nữa. Tuy chúng ta đang tu đây, nhưng cái sự tu tập của chúng ta liệu nó có được tốt đẹp, nó có được đầy đủ để chúng ta về cảnh giới an lành không? Trong khi đời sống bình nhật này, chúng ta luôn luôn đối diện với cái phiền não, luôn luôn đối diện với cái bất thiện. Bởi vì chúng ta không làm thân ác, chúng ta không làm cái khẩu ác, nhưng ý ác của chúng ta bị nhiều rồi đó. Tham uống, tham ăn, tham mê, tham nghĩ, tham sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, rồi bực bội, khó chịu, giận hờn, tức tối, bực bội. Tham tật kiến nghe mạng, sân tật lận hối, vô tàm vũ ý phóng dật. Nó còn hiện hữu ở trong ta, thì ngay khi đó là chúng ta đang tạo ác. Ngay khi đó thì cái tính chất, cái căn si, cái căn tham, cái căn sân, nó đang nung nấu mà nó chưa có điều kiện để bộc phát. Nếu như nó đủ cái điều kiện, đủ cái duyên của nó đó, nó đã bộc phát, thì chúng ta tạo cái ác nghiệp lớn. Mà khi tạo ác nghiệp lớn như vậy, kính thưa quý vị, cái sự nguy hiểm vô cùng, sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Đến khi
chúng ta tạo cái tội ác rồi, chúng ta mới dừng lại, chúng ta mới giật mình. Tại sao mà mình làm như thế? Tại sao mà mình lại nở đan tâm, có một sự bực bội, hay là có một cái sự tham ái một cách quá thô tháo, hay là có một cái lời nói hết sức là tệ hại, cái hành động hết sức là tồi bại, vân vân. Như thế là cũng do cái căn của tham, căn của sân, căn của si này, nó chịu cái phần tai hại vô cùng to lớn cho chính chúng ta. Biết bao đêm trong đèn khuya lệ tổ ô kiếp người sao cứ mãi ăn năn. Ăn năn về chuyện chúng ta đã làm, hối hận về chuyện chúng ta chưa làm, làm tròn, chưa làm đủ. Cho người cứ như thế mà nó cứ vần xoay. Mà chúng ta cho rằng là phước mỏng mà nghiệp dày, đúng như vậy. Phước mỏng mà nghiệp dày. Có thể nói rằng trong cuộc đời này chúng ta được tạo tác nhiều cái điều tốt hay cái điều xấu gì, cũng chính vì chúng ta thật sự có cái sự khéo tu hay không, chúng ta có cái sự tận tâm tu hay không, chúng ta có một cái sự thích tu hay không, đó là do chính mình. Không ai mang tới cho chính chúng, không ai mang tới cái căn bất thiện này cho ta, mà chính tự ta đã tạo cái căn tánh bất thiện đó. Kính thưa quý vị, cái căn tánh bất thiện đó nó ngự trị trong tâm của tất cả chúng ta. Là người nam nữ, là người tu hay không tu, đều có những cái căn tánh nó như vậy. Nếu là còn phàm phu là sẽ còn những cái căn tánh bất thiện. Và căn tánh bất thiện này, như chúng tôi đã nói, đã ngâm ấm vô lượng kiếp. Nói như vậy nghe chúng ta giật mình ở góc. Cứ suy nghĩ đi, chúng ta từng là một người thật sự là hiền, và chúng ta từng là một những người mà hạ đau một cách mạnh mẽ và khát máu. Rồi chúng ta cũng từng là một người tu hết sức là từ bi và hiền diệu. Ở đây, cái chỗ mà chúng ta có khéo giữ gìn cái lòng tu của chúng ta, hay là chúng ta không cho cái sân tâm, cái ái tâm của chúng ta nó tăng trưởng. Đây là cái người có cái sự giảm bớt để trong tương lai không tạo cái nghiệp ác nữa hiện tại, và mong rằng hành động này, duyên này nó bớt đi, nó nhẹ nhàng hơn. Chứ phải nói rằng là, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này chúng ta phải đấu chọi, chứ đối diện hết sức là nhiều thứ mà luôn luôn cũng vì cái gì, cũng vì cái ái này, cũng vì cái sĩ diện này, cũng vì cái sự bực tức này. Mà nghe nói bao nhiêu lần, cũng thử thực tập bao nhiêu lần mà chúng ta khó có vượt qua được, đó chính là cái ái chấp. Chúng ta có cái lời nói với nhau cảm thấy bị bực bội, cái chúng ta giận hờn, mà giận hờn thì gọi là không giao du nhau nữa. Cái điều này nó rất là thường. Nhưng phải nói rằng, kính thưa quý vị, chúng ta biết được là căn tham, căn sân, căn si, mình làm người tu á, hay là người mình làm người đệ tử Phật á, thì dù hèn không thể dù bể, thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta cũng phải làm một cái, chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải làm, chúng ta cần phải tạo tác để rồi chúng ta mới có sự thành tựu được.
chúng ta phải tạo điều kiện và môi trường cho những cái phước lành, những cái công đức lành, những cái điều thiện sự nó tới với chúng ta. Chứ không phải là chúng ta muốn nói cái gì thì nói, rồi chúng ta muốn làm cái gì thì làm, mà không có sự kiểm soát, không có cái sự cẩn trọng, không có sự phòng hộ. Thì ngày nào nếu như tất cả chúng ta có một cái sự phòng hộ, có một sự giữ gìn như vậy, thì ngày đó một phần chúng ta cũng chặn bớt, và chúng ta mới làm các cái thiện sự để mở rộng cái tấm hồn, cái thiện tâm của mình nó ra. Tức là chúng ta biết không có keo kiệt nhiều, chúng ta biết bố thí, chúng ta biết trì giới, chúng ta biết tu thiện, chúng ta biết cung kính phục vụ, chúng ta biết thuyết pháp, thính pháp, tùy công đức, hội công đức, vân. Ngày nào tâm của mình còn mở như vậy rồi, thì chúng ta có thể làm được. Và kính thưa quý vị, cuộc sống này nó nhanh và nó ngắn ngủi. Hôm nay gặp nhau được, liệu mai sau còn gặp nhau được không? Kiếp người khó được, Phật pháp nan tìm mà khăn lắm. Hôm nay chúng ta là kiếp con người ở cõi dục giới, cõi con người này cũng là tuy là mệt mỏi, tuy là khổ đau, nhưng cũng là một cái cõi vui. Chúng ta có thể tạo các công đức thiện sự, chứ nếu như ngày sau chúng ta sanh vào cái cõi khổ như là địa ngục hoặc sanh A-tu-la ngạ quỷ, thì lúc đó khó có thể tạo được các cái công đức lành. Mà nghiệp đã dày lại càng chồng chất cái căn tánh bất thiện, ba căn bất thiện này nó lại càng chồng chất nhiều hơn nữa. Cái nhìn của người trí tuệ, cái nhìn của các bậc thánh, hay cái nhìn của người mà hiếu tu, hay cái nhìn của Bồ Tát đó, tức là sợ luân hồi mà toan yểm cái hành vi của mình, tránh xa cái hành vi của mình, cái hành vi của lời nói, cái hành vi của hành động, và cái hành vi của ý suy nghĩ ác xấu. Và từ cái chỗ mà thân lành, khẩu lành và ý lành, tức là tu tập các thiện sự đó, thì đây là một ý niệm mà chúng ta cần phải nhớ. Chứ không thể nào mà chúng ta buông trôi cảm xúc, chúng ta buông trôi là cái điều kiện, cái việc làm, rồi mặc cho cái cuộc đời này nó có như thế nào, à thôi kệ, coi như là sống, coi như là đổ thừa cho hoàn cảnh, hay sống phó thác cho sanh tử, thì rất là tiếc. Phó thác cho cuộc đời, thôi kệ, cứ như thế thì quá thật là uổng cho cái duyên may, cái điều kiện tốt đang có, mà chúng ta nếu như không khéo nắm bắt và gìn giữ thì nó bị đánh mất. Và cái sự đánh mất này chúng ta không dễ dàng tìm lại được. Ở trong độ luân hồi của mình, ngày hôm nay chúng ta gặp được chánh pháp, ngày hôm nay chúng ta còn nghe được Phật pháp, diễn nghĩa pháp từ, mà tâm của chúng ta không khởi sanh lên được những cái sự đáng quý, tâm của chúng ta không biết được, tận dụng được, cơ hội được cái điều kiện thuận này, thì vào luân hồi bao lần chúng ta sẽ gặp được, chúng ta sẽ nghe được và chúng ta thấy được Đức Phật giáo pháp của chúng ta. Khó lắm, thật sự là khó vô cùng. Đã là thân người khó được mà hiểu được Phật pháp, nghe được, biết được Phật pháp mà có điều kiện để thực hiện nó, có điều kiện để tu tập nó, thực hành nó, thì lại càng khó hơn. Có thể nói cái điều kiện và hoàn cảnh của tất cả chúng ta hiện nay, dù cho ở xa ở gần, nghĩ rằng cũng là một điều kiện
thuận duyên chứ chưa phải là nghịch duyên, để chúng ta có thể làm được các công đức thiện sự thì chúng ta không thể tiến tu. Đây là giá trị sự thật. Chúng ta cho rằng chúng ta không có thời gian, bởi vì chúng ta không biết trân quý thời gian, chúng ta không biết sắp xếp thời gian, chứ thời gian vẫn có thể có được cho chính chúng ta. Bởi vì không phải chính con người không có biết sắp xếp, không có biết trân quý nó, không biết lựa chọn cho nó, không biết dạy dỗ nó, không biết tạo điều kiện cho nó. Chứ sự thật ra cũng có những lúc chúng ta rảnh rỗi, cũng có những lúc chúng ta có điều kiện mà chúng ta có thể phát huy được cái giá trị tu tập. Chứ không phải nói rằng cái đời sống bây giờ là đời sống của ngày nay là cơm áo gạo tiền, cho nên vì vậy cứ lăn trôi vào cái cơm áo gạo tiền. Ăn thì cũng ăn bao nhiêu đó, ngủ cũng ngủ bao nhiêu đó, sử dụng thì cũng sử dụng bao nhiêu đó, thì dù ít dù nhiều cũng không có thể làm hơn được nữa. Ăn thì nó đầy bụng, có thể muốn ăn thêm nữa thì cũng không thể được. Ngủ bao nhiêu đó, muốn ngủ nữa cũng không được. Thì phải nói rằng đó là cái sự thật. Dù cho chúng ta có muốn thay đổi thì cũng không thể thay đổi, mà chính tự mình biết kiểm soát, biết điều phục, biết tiết chế, đó mới là một vấn đề mà hết sức đặc biệt. Mình có thể thụ hưởng, mình có thể làm những cái việc đó, nhưng những việc đó nó là quá là mất đi cái thời gian, mất đi, giảm đi cái công đức, mất cái thời gian, không có để cho chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập, chúng ta làm các thiện sự, vân vân. Tự động chúng ta phải tập nó, phải chuyển hóa nó, cũng giống như ngồi tu, ngồi học như vậy đó, ngồi nghe pháp cũng vậy. Đầu tiên thì chúng ta không hiểu, nhưng rồi mưa dầm thấm đất, từ từ rồi chúng ta cũng sẽ nắm bắt được. Cũng như tu, đầu tiên thì chúng ta không thể ghép, chúng ta có thể không thể giữ gìn, chúng ta không có thể cột trói cái tâm mình hay giữ gìn cái tâm mình mà nó để nó không có phóng dật được, bởi vì nó vốn nó quen rồi. Nhưng chúng ta kìm, chúng ta điều phục nó, dạy dỗ nó, huấn luyện nó, lần lần thì chúng ta cũng có thể kìm được đó, quý vị. Dạ. Tại vì mình không có quyết tâm. Cho nên như chúng ta có cái quyết tâm thì chúng ta sẽ làm được. Mà cái quyết tâm này là cần thiết cho tất cả mọi người. Bây giờ mình nói rằng mình ngồi thiền không được là chính cái tâm của mình, cái tham, cái sân, cái si, chủng tánh bất thiện của chúng ta đã loại trừ nó ngay từ đầu rồi, cho nên chúng ta không chấp nhận, cho nên chúng ta không có ngồi thiền. Thì vì chúng ta buộc nó phải ngồi thiền, tức chúng ta kháng cự lại cái sự lười biếng, cái sự lười nhác, hay cái sự dốt nát, hay cái sự nghèo nàn của mình. Chúng ta phải có sự tinh tấn, chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có sự cố gắng tu tập thì nó vượt qua. Chúng ta không có cái tâm, chúng ta luôn luôn bảo thủ, chúng ta luôn luôn chấp giữ, chúng ta luôn luôn sáng keo kiệt, thì chúng ta biết chúng ta phải mở lòng ra. Không được nhiều thì chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể buông bỏ, có thể cho ra là bố thí, là cúng dường, vân vân. Không được nhiều thì cũng phải được ít, từ từ bắt đầu tâm của chúng ta mới buông xả ra. Rồi chúng ta không có biết cái sự kham nhẫn, không có biết cái sự chịu đựng, thì lần lần chúng ta huấn luyện, chúng ta dạy cho nó biết đón nghe, đừng có sân hận, đừng có chấp ngã quá, xuống xuống, bớt bớt, tâm đừng quán giận, tâm đừng có nhiều cái phiền lụy, thì chúng ta từ từ thì mọi việc nó sẽ thẳng hàng, nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Chứ còn không ai dạy chúng ta được bằng chính chúng ta. Khi mà tâm của chúng ta yếu mềm, khi tâm của chúng ta nó lui sụp, khi tâm của chúng ta nó lười nhác,
mà nó thiếu cái yếu tố của tính, thiếu yếu tố của cái sự cố gắng, thì chúng ta phải thúc đẩy nó lên. Không ai mang tới cho chúng ta tốt, cũng không ai làm cho chúng ta xấu. Xấu hay tốt thì do từ chính cá nhân của mỗi con người. Muốn chùi rửa cái căn tánh thiện, xin lỗi, chùi rửa cái căn gốc bất thiện của mình để cho nó ít, nó giảm thiểu này hơn, là chúng ta phải dùng cái khéo tu. Cũng như sân tâm quá thì phải dùng cái từ tâm. Con người sân si quá, con người sân hận quá, con người nóng tính quá, phải dùng cái từ tâm, phải dùng cái bi tâm để áp chế, để đè nén. Con người chúng ta thiếu một cái nghị lực, thiếu một cái ý chí, thì chúng ta phải dùng một cái quyết định, chúng ta phải dùng một cái chuyên cần, cái tinh tấn, cái chân tinh tấn để chúng ta dứt dậy. Tới giờ chúng ta phải tu, tới giờ chúng ta phải nghe pháp, tới giờ chúng ta phải ngồi thiền, cũng như tới giờ chúng ta phải đi làm, tới giờ chúng ta phải ăn, tới giờ chúng ta phải ngủ, thì tự động chúng ta phải làm một cái sự tự động, nó như là một cái phản xạ tự nhiên nó khởi sinh lên, thì điều này nó rất là tốt. Còn nếu như thôi bữa nay thôi mệt quá nằm lùn, nay có một cái việc chúng ta đi đến để cúng dường hay để làm phước, hay là một cái chuyện chúng ta giúp đỡ cho những cái nơi mà cần thiết, những cái nơi thiếu thốn, vân vân, thì tự nhiên mệt quá chúng ta thấy cái tâm của chúng ta yếu xìu, mệt quá thì là mệt ngay. Cũng vậy, tâm của chúng ta thúc đẩy mình phải cố gắng, mình phải vượt qua, mình phải tránh né cái tâm lười nhác, cái tâm xấu xa, cái tâm oán hờn này, cái tâm tệ hại này, thì chúng ta cũng tỉnh đâu quý vị. Chứ còn nếu như mà cứ tránh né, cứ nuôi dưỡng cho cái căn bất thiện, nó đã đầy, nó đã quá đầy rồi, bây giờ nó càng đầy hơn nữa, nó đã nạp thâu quá nhiều, thì vì chúng ta cứ chồng chất nhiều hơn nữa, thì chắc chắn rằng những căn tánh bất thiện là căn tham, căn sân, căn si bất thiện, thì là nhân sanh tử, là nhân đưa đến khổ đau triền miên, đời này kiếp nọ. Và vòng sinh tử này chúng ta không bao giờ khó có thể gặp được nhiều cái phúc lành, gặp được nhiều cái thiện duyên, gặp cái sự may mắn, cái sự an lành tốt đẹp cho chúng ta, do chúng ta đã tạo được cái việc thiện, hay là chúng ta chuyên làm cái việc khác là như vậy. Dạ, kính bạch thượng tọa, con đã có đôi điều xin nói. Cái thời gian mà thượng tọa đã có mặt theo một có mặt ở trước máy chưa, thì con kính chúc thượng tọa tiếp tục ạ. Mình thượng tọa đi đẳng có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa có mặt thì con kính thượng tọa tiếp tục. Thưa quý vị, thấy thượng tọa đi đẳng có mặt trước máy chưa hả? Không thì con tính không thỉnh sư phụ thì sư phụ sẽ nói tiếp để cho thì tôi chắc đẳng với lại nghỉ đẳng chưa có thể quay trở lại. Nãy giờ con nói cũng là 15 phút rồi, 15-20 phút rồi, thì con hỏi đến có sư phụ thì siêu có mặt trước máy không. Giờ hỏi thượng tọa pháp tính có mặt trước máy không ạ? Thượng tọa pháp tính có mặt trước máy không ạ? Dạ, có lẽ cũng chưa có các vị xuất hiện, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ nói một chút xíu nữa. Kính thưa quý vị, có bây giờ chúng ta thật sự kiểm soát, hay chúng ta quay về để nhìn lại mình,
bao nhiêu năm qua rồi. Ở đây 30 năm có, 20 năm có, rồi 40 năm có, 50 năm có, 60 năm có, 70 năm có, trong đây có thể có 80 năm nữa. Chúng ta có thật sự nhìn lại đã làm được cái gì? Bao nhiêu thiện sự? Hay là chúng ta chỉ kiểm soát là mình có được bao nhiêu tiền? Bây giờ mình nghỉ hưu rồi, mình sẽ được hưởng bao nhiêu? Và cái tài sản mình ra sao, con cháu như thế nào? Quyến thuộc chúng ta nó như thế nào, vân vân. Nhưng có thật sự chúng ta nghĩ rằng rồi mai chúng ta ra đi, chúng ta được cái gì? Hành trang của chúng ta là cái gì? Đó là tiền của tài sản này, đó là vợ chồng con cái này, đó là bất động sản này, tiền của này, quả thật chúng ta không ăn theo. Chính chúng ta không biết. Chính quý vị đang biết. Nhưng chúng ta lại có một điều không bao giờ cảm niệm rằng nếu mình không, mình biết rằng mình không có cái gì trên, thì mình phải biết lo cho chính mình chứ, hành trang của chúng ta chứ. Mà hành trang của chính chúng ta đó là cái gì? Đó là một là căn tánh thiện, hai là căn tánh bất thiện. Dù sang, dù nghèo, dù hèn gì, chúng ta phải đi đến cái già, cái bệnh, cái chết. Chúng ta đi đến cái già, cái bệnh, cái chết, đây là cái sự thật rồi. Nếu như chúng ta đã biết rằng mình không thể tránh khỏi cái chết, chúng ta biết rằng mình không tránh khỏi cái già, chúng ta biết rằng mình không tránh khỏi cái bệnh, và đặc biệt là cái chết. Không phải tự nhiên chúng ta được thuận duyên, chúng ta được may mắn, mà phải do từ tiền chúng ta đã tạo tác, các công đức thiện sự mà chúng ta có mặt hôm nay, được may mắn hơn người, được tốt hơn người nữa. Kiếp của con người còn hơn là kiếp của chúng sinh là thú vật, là bằng sanh, vân vân. Mình đừng có nghĩ kiếp người thì khổ quá, con thú thấy nó sướng hơn mình. Chúng ta so sánh như vậy đó chính là một đại kiến chấp khởi lên trong lòng bạn. Chúng ta so sánh như vậy là rất là uổng tiếc. Ai con chó bên này nó dù bên Mỹ con chó nó được lo lắng, nó được chăm sóc, nó được cái này nọ. Ôi chứ có nhiều người thương nó vô cùng. Nó được có như những cái bệnh viện, nó được những cái chỗ mà chăm sóc nó ở nơi thú y rất là đặc biệt. Như vậy thì nó có phước hơn con người đó, phải không? Trong khi con người nhiều khi bệnh hoạn, không có thức ăn, không có thuốc uống, không có trú xứ, bị đói lạnh, vân vân. Chúng ta suy nghĩ như vậy đó là cái sai. Tuy con người thiếu cái điều chất hơn là cái con thú, nhưng cũng vẫn là cái cõi vui, cũng vẫn là cái phước hơn con thú đó. Con thú đó nó may mắn nó sanh vào những cái nơi chốn, hay là những cái gia đình, hay những cái đất nước mà người ta yêu thú vật, yêu cái súc vật, chứ không phải là chủng loài của nó sanh ở chỗ nào nó cũng được tốt đâu. Thì cái đó cũng là cái duyên may của nó. Thì cũng vậy, cái thứ chúng ta cứ suy nghĩ đi, nếu chúng ta không tạo những cái điều thiện, điều lành đó, thì cái hành trang của chúng ta mang theo sau khi chết, cái chúng sinh mà sanh về cõi lành đó, mang theo những cái thiện sự đó, chẳng hạn như là căn tánh thiện, tức là vô tham vô sân, thì như là sừng bò, sừng con bò có hai thôi. Mà chúng sinh mà căn tánh bất thiện là tham bất thiện,
căn tánh tham, căn tánh sân, căn tánh si, nói như là lòng còn bỏ. Nghe lạ quá quý vị, là thật đó, Đức Phật Ngài đã định như thế, không có thể đổi thay được. Cho nên hiện thân của kiếp người này quá đầy đủ cho chúng ta rồi chứ gì. Quý vị, chỉ có một điều là dấn thân hành động, dấn thân tu tập thôi. Chứ đừng có nói rằng mình thiếu cái gì hết. Ở tất cả trong đây đâu có thiếu cái ăn cái mặc. Không đến nỗi phải thiếu cái ăn cái mặc. Mà khi mà không thiếu cái ăn cái mặc thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng đã là quá tốt đẹp. Mà khi tốt đẹp như vậy mà chúng ta không biết, biết giữ gìn thì thôi còn nói gì nữa. Cho nên ở đây cái sự tu tập, cái sự tiến tu nó rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Không còn thời gian nữa, không còn lý do và điều kiện bị nữa. Vậy thì thời gian và điều kiện nó sẽ không chờ chúng ta. Đợi chúng ta. Mà cái thời gian và điều kiện tốt đó đã có mặt ở trước, không biết cầm nắm, không biết giữ gìn, thì nó đã trôi qua như là cơ hội trôi qua, sẽ khó tìm được cơ hội. Cái điều kiện trôi qua thì số khó còn cái điều kiện tốt, cái điều kiện thuận cho tất cả nữa. Bởi vì chúng ta cứ chạy theo cái căn tánh bất thiện, là căn tánh tham, căn tánh sân, căn tánh si, và từ đó chúng ta tạo những cái điều ác bất thiện pháp. Phải biết dừng lại, phải biết kiểm soát, phải biết tu tập thôi. Kính thưa quý vị, không ai thương ta bằng chính ta, cũng ai không ai ghét bỏ mình, đối xử tệ hại với chính mình bằng chính mình đối xử với mình, cũng không ai trân quý mình, giúp đỡ cho mình bằng chính mình. Nhiều khi á, có những lúc á, thật sự chúng ta quay về, chúng ta nhìn lại kiếp trầm luân sinh tử mình, phải nói mà thật sự mình sợ và mình buồn, mình buồn như vậy. Bởi vì mình vẫn biết được, mình biết rằng cái điều kiện mà tốt á nó ít, mà cái điều kiện xấu nó nhiều. Cái hình trang của chúng ta mang theo á, cái thiện sự nó ít, mà cái bất thiện thì nó nhiều. Quý vị thử kiểm soát ra đi. Mấy mươi năm qua, 50, 30, 20, 40, vân vân, tất cả thời gian qua đó, giữa cái thiện và cái bất thiện, giữa cái căn tánh thiện và cái căn tánh bất thiện, cái nào nhiều hơn? Tự có đáp số trong mỗi con. Mà đứng trên cái nhìn chung của phàm phu, chắc chắn là cái thời gian bất thiện nó nhiều hơn cái thời gian thiện. Thời gian mà chúng ta hành động tạo tác của thiện thì nó ít, mà thời gian chúng ta tạo tác cho bất thiện thì nó rất là nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết trân quý. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại rồi, con đã có nói đôi điều như vậy. Và kính dân minh thượng tọa Nam Mô Bổn Sư. Xin lỗi quý Phật tử,
Chúng tôi với vị gián đoạn, không biết là thượng tọa tự nguyện nói xong chưa? Có vị nào quan hệ cho chúng tôi biết được? Dạ, xin hỏi là thượng tọa tự nguyện nói xong chưa? Dạ vâng. Dạ. Bạch thượng tọa tự siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu còn ở trước tinh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch thượng tọa tự siêu, thượng tọa có thể cho một cái phân biệt giữa tâm tham và tham căn, tâm sân và sân căn, tâm si và si căn, trong cái ý nghĩa thường thức, dĩ nhiên chúng ta biết trong cái diệu pháp thì phân rất rõ rồi, nhưng mà trong ý nghĩa thường thức thì chúng ta nên hiểu như thế nào sự khác biệt giữa tâm tham, tâm sân, tâm si và tham căn, sân căn, si căn. Kính cung thỉnh thượng tọa. Anh là một Bồ Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và tăng chúng. Kính thưa quý vị Phật tử, để nói đến cái pháp bất thiện và căn bất thiện nói chung, chúng ta trước hết có một thí dụ tổng quát. Một ly cốc tai hay là một ly chè ngọt, thì cái ly cốc tai hay cái ly chè đó, ở trong đó nó có nhiều cái thành phần nguyên liệu. Nhưng mà tất cả đều là cái vị ngọt. Thì cái vị ngọt đó là do đường. Thì cái đường ở đây, cái tính ngọt giống như là căn, căn của cái pháp. Và tất cả cái nguyên liệu ở trong cái ly chè thì giống như các pháp đồng sanh với căn. Nhưng mà cái này thì chúng tôi cho một cái thí dụ để tưởng tượng ra thôi, chứ còn nếu mà chúng ta thí dụ về cái căn bất thiện với cái tâm bất thiện thì nó là xấu, thì chúng ta thí dụ như là một cái ly hay là một cái nồi kho. Một cái nồi kho thì nó mặn, cái vị mặn đó nó là do cái chất muối. Còn tất cả cái gì mà người ta để ở trong một cái nồi kho, cái nguyên liệu trong cái nồi kho, thì cái nguyên liệu đó cũng giống như pháp bất thiện vậy. Và cái chất muối đó, cái muối mặn đó, thì nó như là căn, cái căn bất thiện. Ngày mai này đó,
Khi mà chúng ta học về ba thiện căn, lúc đó chúng ta sẽ lấy lại cái thí dụ về cái nồi chè. Nó có đậu, có nếp và những cái thứ khác. Nhưng mà chè ngọt á, thì nó do cái chất đường. Thì cái gốc của nó là cái đường ngọt. Còn hôm nay thì cái pháp bất thiện, cái gốc của nó là muối mặn. Thì chúng ta sẽ hiểu cái chỗ đó như là tâm tham, tâm sân, tâm si. Ở đây chúng ta có ba cái trường hợp, chứ không phải hai nữa, mà chúng ta phải nói ba để nói về diệu pháp. Một, Akusala Thamma, pháp bất thiện. Hai là Kusala Chitta, là tâm bất thiện. Và cái thứ ba nữa là Akusala Mula, là căn bất thiện. Thì trong cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu thì chỉ có cái sự so sánh giữa tham căn, sân căn, si căn và tập tham, tập sân, tập si thôi. Cho nên chúng tôi trả lời cái này trước, rồi cái pháp bất thiện chúng ta sẽ nói sau. Thì ở đây thưa quý vị, tâm thì cái bản chất của nó là gồm có bốn chi quẩn. Bản thân của tâm, tâm tham, tâm sân thì nó là thức quẩn. Nó có sự phối hợp của ba chi quẩn khác là khẩu quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Bốn cái đó nó đồng sinh với nhau tạo thành cái pháp bất thiện. Chúng ta cứ từ mường tượng ra cái đó tạo thành cái pháp bất thiện. Chúng ta nói theo cái cách để học là cái thông số 12 27 12, tâm bất thiện với 27 tâm sở phối hợp. 12 27 đó là cái pháp bất thiện của Kusala, Akusala Dhamma. Còn khi mà chúng ta nói đến 12, tức là 12 trong cái thiện, thì chúng ta nên biết rằng là dầu cho tâm thiện hay tâm bất thiện gì thì 13 tâm sở tự tha đó, nó cũng giống như là nước lã, gọi là nước tâm. 13 cái tâm sở tự tha đó, nếu như không có cái tâm sở bất thiện đó, thì những cái tâm này có 13 tâm sở tự tha thì cũng giống như là các cái tâm khác vậy thôi. Nhưng mà vì rằng 13 tâm sở tự tha đó nó có đi chung với cái tâm sở bất thiện Akusala Chetasika, cho nên nó mới tạo thành cái gọi là cái tâm bất thiện. Nhưng mà cái tâm bất thiện, nếu mà chỉ nói đến 11 cái tâm sở tự tha khác
Thì như vậy người ta nhìn vào hay là quán chiếu, ta không biết rằng cái tâm đó đồng ý là tâm bất thiện, nhưng mà bất thiện kiểu nào. Thế là muốn biết cái tâm bất thiện đó nó thuộc về cái kiểu là tham đắm đối tượng, hay là dị ứng đối tượng, hay là hoang mang, hoặc là phán đối với đối tượng. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào, nó tùy thuộc vào cái căn bất thiện. Ở trong 14 tâm sở bất thiện đó, thì nếu mà nói về căn bất thiện này, thì chỉ có 3 cái tâm sở đó là tâm sở si, gọi là mô lát, mô hát, chê tê sê cát. Tâm sở tham gọi là lô phát, chê tê sê cát. Tâm sở sân gọi là lô sát, chê tê sê cát. 3 cái tâm sở này đó, chính nhờ đó mà nó tạo ra cái gọi là tâm tham hay tâm sân tâm si. Hãy gọi là tâm tham đó, thì có căn tham làm gốc là tâm tham. Gọi là tâm sân vì có căn sân là gốc. Gọi là tâm si thì nó chỉ có một cái căn si là gốc thôi. Nhưng mà tâm tham đó thì lấy tham là gốc đã đành, mà nó phải có đi chung với cái căn si nữa. Tâm sân cũng vậy, lấy căn sân là gốc nhưng mà nó phải đi chung với căn si. Chỉ có tâm si, hai tâm si, si vừa nghi si vốn vật đó, thì nó chỉ có một căn là căn si thôi, cho nên gọi nó là tâm si. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta gọi là tâm si thì chúng ta nên hiểu rằng là tâm si nó khác với căn si. Căn si thì nó mặc ở trong tất cả 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 tâm sân, 2 tâm si đều có hết. Nhưng mà sở dĩ căn si dù nó có mặt ở trong tâm tham thì vẫn gọi là tâm tham chứ không gọi là tâm si, là bởi vì tâm si nó có mặt cùng khắp ở trong 12 tâm bất thiện. Cho nên nếu mà 8 tâm này mà chúng ta cũng gọi là tâm si, rồi 2 tâm sân cũng gọi là 2 tâm si, và si vừa nghi si vốn vật của 12 tâm bất thiện này mà chúng ta gọi là 12 tâm si, thì trong trường hợp đó người ta không nhận ra. Vì vậy cho nên tâm nào mà nhân si, căn si mà nó đi với nhân đó thì chúng ta gọi tên. Ví dụ như 8 tâm bất thiện đầu tiên gọi là tâm tham, là chúng ta phải hiểu rằng là căn si nó đi chung với tâm tham để nó tạo ra cái tâm tham. Căn sân nó đi với căn si để tạo ra tâm sân. Nó là như vậy nha. Cho nên ở đây đó, giữa cái tâm tham nó khác biệt với căn tham. Căn sân nó khác với cái tâm sân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và đó là những gì mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thập số 1 mà Thượng Đệ Giới Đẳng vừa nêu.
giải thích đến chừng đó thôi, chứ nếu mà cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó thì quý vị thuộc bài nhưng mà được nghe nó chán. Sa thủ kính trần Thưa Tòa Thầy Siêu. Bạch Thưa Tòa Thầy Siêu, trong Phạn ngữ có hai chữ là chữ Mula là căn và chữ Hê Tú là chữ nhân. Chữ nhân nó có đồng nghĩa với căn như thế nào không? Thí dụ mình nói là nhân tham, nhân sân, nhân si với căn tham, căn sân, căn si đó. Nó có đồng nghĩa với nhau không hay là nó khác? Xin kính thỉnh Thượng Tọa nghĩ trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Hai từ mù lá căn và hệ tú là nhân. Ở đây chúng ta nói về cái sự và nói về cái lý. Nó có đồng vị. Nếu mà nói về cái sự thì cái từ ngữ mua lá là căn, nó cũng đồng nghĩa với cái chữ hệ tú nhân. Như chúng ta nói đến bất thiện căn hay là thiện căn, thì cái chữ căn mua lá đó là chỉ cho, nếu mà xài ở trong cái bộ giấm bắt cá gọi là mua lá giấm bắt căn, tức là căn sông, cái phần thuộc căn sông là chỉ cho tham sân si, vô tham sân si. Nhưng mà nếu trong duyên hệ trong bộ quá thanh á, thì khi mà tham sân si mà nó trợ duyên cho cái pháp hữu nhân đồng sanh thì ta gọi đó là hệ thống bất chỉ vô là nhân duyên. Thì như vậy nó đồng với nhau, căn tham cũng là nhân tham, căn sân cũng là nhân sân, căn si cũng là nhân si. Nhưng mà nói trên phương diện lý thì nó có cái điểm khác một chút như thế này. Khi mà chúng ta nói cái đặc tính của pháp, đặc tính của tâm tham, của tâm sân, tâm si, cái đặc tính của đó là dính mắc đối tượng thì gọi là căn. Chúng ta lấy cái gốc rễ, thí dụ như tâm tham mặc dù nó có si, nhưng mà người ta vẫn gọi cái gốc của nó là căn tham. Căn sân nó có si phối hợp chung, nhưng mà gọi cái gốc của nó là tâm sân. Còn khi mà chúng ta nói đến nhân tham, nhân sân, si là vì tâm nào có tham làm nhân
để gọi là tập tham. Thì cái nhân đó chúng ta gọi nhân tham. Tâm mà được gọi là tâm sân vì có cái tâm sở sân là nguyên nhân, nó là nhân tốt. Thì như vậy nếu mà chúng ta nói theo cái đặc tính của pháp thì chúng ta gọi tham sân si là, mà chúng ta nói về cái lý do để hình thành hay là để gọi tâm bất thiện thì chúng ta gọi đó là nhân. Cái nghĩa đó như vậy. Nhưng mà thường thường ít khi mà người ta phân biệt, chỉ trừ khi là trong lớp giảng dạy thì cần phải phân tích rõ ra giữa cái tham căn với cái nhân, căn tham với nhân tham, chúng ta mới phân tích ra. Chứ còn bình thường đó, thì người ta nói rằng nhân tham và căn tham thì ý nghĩa cũng giống nhau thôi, nhưng thực ra cái sự thì, nhưng mà cái nghĩa thì nó hơi khác một chút. Nếu mà gọi ở cái khía cạnh tham sân si mà nó là một gốc, nó hiển lộ cái đặc tính của tâm bất thiện thì cái đó chúng ta gọi là căn. Còn nếu như mà chúng ta nói tham sân si như là cái nguyên nhân, như là cái nhân tố có lý do để hình thành gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì trong trường hợp đó là chúng ta phải dùng từ tiếng nhân. Bởi vì chữ hê tú nó có nhiều nghĩa ở trong cái chúng giải của Bạch Thành Lá, thì giải thích cái chữ hê tú nó có nhiều trường hợp. Khi mà nói cái lý do để làm cho phát sanh gọi là nhân sanh, gọi là bất tí hệ thú. Còn khi mà nói đến cái nhân mà nó trở thành cái nguyên nhân và hậu quả, nguyên nhân để cho phát sinh ra hậu quả, thì cái này chúng ta gọi là Uttamahetu. Còn cái nhân, cái chữ hetu mà xài cho cái nghĩa là năng duyên, cái này giúp cho cái kia sanh khởi, như là vô minh duy cho hành, hành thức, thức duyên, duyên duyên sắc chẳng hạn. Thì vô minh là nhân tạo ra hành là quả, hành là nhân tạo ra thức là quả. Cái này nó trợ cho cái kia, một cái là năng duyên và sở duyên, cái này là sa phạt nát hiệu tụ. Nhưng mà khi nói đến cái pháp nào mà nó làm nhân tạo ra cái pháp khác,
Thì cái đó chúng ta gọi là Samyutta Hi Thú, là nhân tương ưng. Thì cái nhân tương ưng Samyutta Hi Thú này nó lại đồng nghĩa với chữ Mulaka, như là tham sân si. Cái đó chúng ta gọi là Samyutta Hi Thú. Đó là vấn đề mà chúng ta phải hiểu được ở trong ý nghĩa, trong cái thuật ngữ Phật học, từ ngữ Bu La. Nó có điểm giống và điểm khác với cái từ ngữ hệ thú nhân là như vậy. Chứ chúng ta xài chữ nhân, nó không có xài theo cái một nghĩa. Chữ căn, chữ mu lá thì chúng ta xài theo một nghĩa được. Nhưng mà nói như thế đó thôi, chứ còn từ ngữ bất định, ngữ nghĩa bất định nghĩa, chữ nghĩa bất định nghĩa thì quý vị chúng ta nói được. Thí dụ bây giờ chúng ta xài cái chữ Yoniso Manasikara Mulaka Thamma là chính cái pháp. Mà có cái sự khéo tác ý làm nhân, làm căn, căn khéo tác ý. Thí dụ như Đức Phật ngày nay, do khéo tác ý nên sanh ra hân hoan, do hân hoan nên sanh ra hỷ, do hỷ nên sanh ra kinh an, do kinh an nên sanh ra lạc, do lạc nên sanh ra định tĩnh, nhờ có định tĩnh cho nên mới có dư thật, hiểu biết dư thật. Rồi hiểu biết dư thật cho nên mới có cái sự viễn ly, rồi ly tham, rồi mới giải thoát. Như vậy thì hễ một chuỗi dài cái pháp này mà nó xuất phát cái lúc do cái pháp gì, cái trường hợp đó gọi một chuỗi dài nhóm pháp này là có gốc là chữ mua lá cát đấy, thì gốc là cái đó, là cái pháp đó. Cho nên cũng còn tùy, có khi chúng ta sẽ đi mua lá cát sẽ rộng, mà chưa hay chúng ta cũng sẽ rộng. Cho nên tùy trường hợp chúng ta xài. Như vậy cái gì mà chúng ta nói về tính cách á, thí dụ như bây giờ chúng ta nói thôi, bây giờ chúng ta nghĩ theo cái thí dụ này đi. Một cái cọ cây nó mọc ở trên đất, cây đó nó mọc lên và nó có cái sự trưởng thành vững chắc, thì người ta nói là nó nhờ cái rễ mu lá. Nhưng mà tàn lá xơm xuê nó tốt quá, là do nhân gì? Do nhân đất ở đó nó tốt, đất còn mở. Cho nên hễ mà chúng ta nói đến nhân đó, thì nghĩa rộng, cái gì cũng làm nhân được. Nhưng mà chúng ta nói đến căn, tức là rễ chứ, thì chúng ta giới hạn cái gì mà nó gần gũi nhất với cái pháp đó. Bằng nhiều thí dụ này chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ hiểu được. Nhưng mà ở đây chứ, thì khi mà nói đến căn tham, nhân tham,
đang sân nhân sân, đang si nhân si, thì nó lại có cái điểm đồng nghĩa với nhau. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Già Đẳng vừa nêu nó bổn thầy. Sao thú khí trường Thượng Tọa Thầy Siêu. Và Thượng Tọa Thầy Siêu, nhưng khi mà chúng ta đang bàn về tham căn, si căn và sân căn và si căn đó, thì chúng ta thấy rằng ở trong những tâm thiện đó, thì không có bị si căn chi phối. Si căn nó có ở trong các tâm bất thiện nhưng không có tâm thiện. Nhưng mà theo giáo lý duyên khởi đó, thì dù là phúc hành, phi phúc hành hay bất đồng hành đều bị vô minh chi phối. Tại sao bị vô minh chi phối nhưng mà lại không có căn si? Xin Thượng Tọa hoan hỷ trở lại để giải rõ về điểm này. Kính thính Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, cái phần đặc duyên, lòng duyên trợ tạo, nó có hai trường hợp. Một là trực tiếp, hay là gián tiếp. Ở trực tiếp có nghĩa là vô minh si căn nó đồng sanh với phi phúc hành, nó đồng sanh ở trong cái tâm bất thiện, đồng sanh với tư tâm sở, và nó tương ưng với tư tâm sở. Thì vô minh đó đó, nó duyên cho phi phúc hành bằng cách gọi là trực tiếp. Nhưng mà cũng có một phần khác đó, tức là nó duyên mà cái gián tiếp. Và cái gián tiếp ở đây chứ, thì nó có cái ý nghĩa là trợ bằng khách tập bắt cái tu có đích sĩ giáp cái chế giá là thường tận y duyên, bằng cách là thường tận y duyên. Cho nên nếu mà bằng cách thường tận y duyên thì vô minh vẫn có thể trợ cho tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới và tư thiện vô sắc giới, vừa là phúc hành và bất đồng hành, nó vẫn có thể được. Chỉ có điều là khi mà vô minh mà trợ cho phúc hành, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, và phi phúc hành đó, là thiện vô sắc giới, thì nó trợ cái kiểu này là nó chỉ trợ bằng cách là thường cận y duyên, chứ không phải giống như là vô minh mà trợ cho phi phúc hành. Nó vừa có thể là đọc sách mà vừa có thể là thường cận y, hai cái khác nhau, mà nó có cả hai. Bây giờ chúng tôi nói cách khác như thế này: khi một người sát sanh hay trộm cắp
sắc sanh bằng tâm sân. Thì ở trong cái sắc na tâm sân đó có si vô minh tương ưng. Một người hành động trộm cắp tham của người khác thì ở trong đó có si đồng sanh tương ưng với căn tham để mà làm việc trộm cắp. Thì trường hợp này là vô minh duyên cho phi phúc hành. Còn trường hợp đối với thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, tâm thiện là tâm tình hảo thì nó sẽ không có sở si phối hợp tương ưng, nhưng mà có thể trợ cái thường cận y duyên là như thế này. Một người vì mục đích là mong cầu được tài sản hay là mong cầu được sanh thiên hoặc là mong được danh, được người ta khen, người ta tán thán. Trước hết khi mà họ đi làm phước mà họ có sự mong cầu như vậy thì cái sự mong cầu đó mục đích đó nó là bất thiện, nó thuộc về si, thuộc về vô minh. Nhưng mà chính do cái sự mong cầu đó nó đã thôi thúc cho người này làm các cái việc thiện như bố thí, trì giới và tu thiền. Thì trong trường hợp này cái hành động bố thí, trì giới và tu thiền mà nó do một ý tố, một ý đồ đen tối sử dụng, ý đồ đen tối sử dụng đó gọi là vô minh. Vì không thấy được cái chân lý về khổ của cuộc luân hồi, khổ do tài sản, khổ do có thân này, nên người này họ có một cái chủ ý là để được như vậy như vậy. Thì cái đó người vô minh. Cái lý do mà trợ tạo cho tâm thiện, lý do đó là vô minh, cho nên nó trợ tạo cho tâm bất thiện, em trợ tạo cho tâm thiện hiện thế bằng cách là gián tiếp. Nó chỉ là gián tiếp thôi, chứ bản thân của tâm thiện, bản thân của sát na tâm thiện nghiệp giới hay thị sắc giới thì vô sắc giới thì không có sở si phối hợp được, nhưng mà vẫn có thể xảy ra do cái thường cận y duyên, do cái ý đồ đen tối thúc đẩy. Chúng ta trở lại nói đến cái chuyện tư bất thiện, nó là phi phúc hành. Nhưng mà phi phúc hành này đó, nó được vô minh trợ tạo cũng bằng hai cách. Vô minh trợ tạo bằng hai cách là ở trong cái tâm tham, tâm sân hành động thì có sở hữu si, nó tập sở hữu si, nó tương ưng, nó hữu tương phối hợp với cái sở hữu tư là một. Cái thứ hai nữa là do trước đây họ làm các cái việc xấu nó quen rồi, như người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngửa mắt. Cái hành động ăn cắp đó
là vô minh, là bất thiện. Nhưng mà vì ăn cắp hoài hoài, cái thói quen ăn cắp nó trở thành cái thường cận y duyên. Cho nên bây giờ hễ mà vừa thấy tiền bạc của người khác để sơ hở, hay là thấy chiếc điện thoại, cái chiếc iPhone của họ để sơ hở, thì người đó liền khởi lên ý là muốn trộm lấy. Thì cái tâm tham mà trộm lấy đó, nó do vô minh, tức là trước đây đã từng ăn cắp, nó quen rồi, thì cái đó là vô minh. Vô minh nó trợ cho tâm tham mình sinh khởi bằng một cách gián tiếp, chúng ta gọi là Vasatobhisiyatitiya. Nhưng mà rồi tâm tham đang hành động trộm cắp đó, trong tâm tham này nó tư tâm sở của tâm tham này, nó lại đồng sanh với tâm sở si. Thì như vậy tâm tham đi trộm cắp của người khác, tâm tham này nó có hai cái mối, cái duyên trợ. Một vô minh trợ duyên cách thường cận y, vô minh trợ cho bằng cách là đọc sách tương ưng hỗ tương. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của thượng thầy lắng về Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú ký trực thưa tòa tu sư, bạch thưa tòa, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin thỉnh đại đức pháp tính trả lời câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi đại đức pháp tính còn ở trước máy không? Thưa tòa tuyệt viên, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tuyệt quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Thưa tòa tuyệt quyền, có một điểm mà người ta nói nó không có lành mạnh ở trong cuộc sống là mặc cảm tội lỗi. Con người mà sống với mặc cảm tội lỗi thì con người nó không có an lạc. Đó là một cái quan niệm và tương đối rất là phổ thông ngày nay. Nhưng mà một người mà biết rằng bản thân mình có tham, có sân, thì cái đó nó không phải là một thứ mặc cảm tội lỗi không? Hay là cái ý thức đó nó khác, nó không phải là mặc cảm tội lỗi? Xin thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền Quang Hỷ chia sẻ một vài suy tư về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giới giới thưa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thần tôn Giác Đẳng, thần tôn Minh Hạnh, thần tôn Pháp Tính cùng chư tăng, kính chào đến quý thượng đệ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như mà chúng ta có mặc cảm về cái tham sân si tội lỗi của chính mình, và chúng ta có mặc cảm tội lỗi và một cái tâm thái khác, tức là mặc cảm về tội lỗi của mình đã làm, thì cái giá trị ý thức bản thân đó nó khác nhau. Và phải nói rằng là cũng từ cái tham sân si này mà đưa cho người ta một hành động quá đáng, thuộc về thân ác, thuộc về khẩu ác, thuộc về ý ác, mà từ chỗ đó họ làm các cái điều xấu cho đến khi rồi họ hối hận, họ ăn năn, họ hối hận, họ cảm thấy rằng họ tạo một cái điều mà cảm tội lỗi quá lớn hay hoặc là quá tồi tệ, thì đó chính là một cái tâm lý là nó chua xót, hối hận những chuyện gì mình đã làm rồi. Đây là một trạng thái tâm lý mà ở xã hội, ở đời thường, nó một cái ý nghĩa mà cảm tội lỗi khác của cái người hiểu biết Phật pháp, của người tu tập. Họ cảm thấy không phải là mặc cảm nữa, mà cái đó họ rất là sợ. Họ sợ cái tội lỗi. Cái sợ này là cái tội đã làm,
và cái tội, và coi như là cái tội mình đã phạm phải và trong tương lai xem chừng coi chừng bị. Còn cái mặc cảm của cuộc đời thì là những chuyện nó đã qua. Cho nên chúng ta coi là hiểu biết Phật pháp thì những người mà còn là phàm phu, là tham sân si dễ đầy, thì chúng ta có thể phạm phải, chúng ta có thể bị cái sân hận, bị cái tham ái, bị cái sự si mê. Đó là một cái tâm ý để phòng chừng, thì nó khác hơn một cái mặc cảm, nó mang tính tiêu cực. Ở đây, ở trong Phật pháp ấy, tức là kêu, tức là ý nghĩa của, tức là chúng ta biết hối hận, tức là cái việc làm của chúng ta, tức là có cái lòng tàm, hổ thẹn tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi. Thì đó một giá trị tích cực, hổ thẹn tội lỗi đó để mình sẽ không làm nữa, không làm những cái điều mà nó sái quấy nữa. Còn cái mặc cảm tội lỗi là người ta chỉ thấy rằng, người ta chỉ hối hận rằng người ta đã làm một điều tội lỗi, chứ không có giá trị tích cực là từ nay về sau chúng ta không nên phạm phải cái điều này nữa. Nó thật như vậy đó. Và như hồi này đã nói, con người chúng ta biết rằng coi như là cái sự hối hận luôn luôn là muộn màng. Đây chính là cái giá trị mà cảm tội lỗi, hối hận nó muộn. Còn cái điều mà chúng ta khởi lên cái lòng tàm, là một sự hối hận, một cái sự khó chịu khi chúng ta đã làm những cái điều không đúng, không tốt, thì cái trạng thái của tâm rất là khác. Ý nghĩa của bản thân mà có phiền não thì nó là một trạng thái để chúng ta tiến tu, mà chúng ta diệt trừ và chúng ta ngăn ngừa không cho nó sanh, và chúng ta diệt trừ những cái phiền não chưa sanh, không cho sanh những phiền não đã sanh, chúng ta diệt trừ nó, và chúng ta ý thức được cái phiền não thì chúng ta lại tích cực tạo những thiện sự, chúng ta làm những thiện sự, và những thiện sự đã làm thì chúng ta biết bảo trì nó. Thì đây chính là nó khác hơn là cái sự mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi thì chúng ta bỏ đó, rồi chúng ta chỉ biết ôm cái buồn, ôm một cái mặc cảm, một cái điều lỗi lầm mà chúng ta đã làm, mà chúng ta lại không có giá trị tích cực, có nghĩa là chuộc lại, hay là chúng ta dùng những cái thiện sự để chúng ta đánh đổi nó. Bởi vì trong Pháp Cú Kinh cũng đã dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ được an vui ở đời này như trăng thoát khỏi cái mây che. Thì ý thức được bản thân chúng ta có phiền não, chúng ta có tội, thì chúng ta lại làm cái điều tích cực tốt hơn. Đây là một điều mà chúng ta cảm tội lỗi, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta không nên ngồi đó mà mặc cảm, mà chúng ta phải nên làm các công đức để chúng ta chối sáng ở đời này. Ở đời không ai mà trong sạch và tốt đẹp hoàn toàn. Thì nếu như không ai trong sạch và tốt đẹp hoàn toàn, ở đó người ta cũng bị lỗi lầm, thì chúng ta biết mua lại, chuộc lại cái lỗi lầm của chúng ta, như Pháp Cú Kinh chúng tôi vừa kể. Tức là ai dùng để xóa mờ ác nghiệp, như chối sáng cả đời cuộc đời này như trăng thoát khỏi cái mây che, nó là như vậy. Cho nên chúng ta đừng có mặc cảm tội lỗi, mà chúng ta ý thức cái phiền não. Đó là phiền não nguy hiểm, đó là phiền não không nên để chúng ta thực hành và tu tập để mà chúng ta chuyển đổi cho nó tốt đẹp hơn. Và kính bạch thượng tọa, đó chính là ý của chính con. Nếu có gì thì cần bổ túc từ kính cung tính ngài. Nam mô Bổn Thầy nhé. Kính thưa thượng tọa tuệ quyền, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba bất thiện căn, tức là căn tham, căn sân và căn si. Có thể nói rằng đối với người học Phật thì phiền não là một đề tài mà không phải chỉ hiểu bằng nghe, bằng suy nghĩ, mà chúng ta phải hiểu phiền não bằng chính cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và
hành trình của tất cả các vị thánh là hành trình để thấy rõ và đoạn tận được phiền não. Cho dù là chúng ta không hiểu về niết bàn, nhưng mà chúng ta biết rằng một khi mà chúng ta đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, thì thứ gì cuộc sống của chúng ta sẽ thấy khác. Chúng ta sẽ có được một thứ hạnh phúc. Và như lời Phật đã trả lời rằng đoạn tận tham sân si là niết bàn. Câu nói của Ngài là một câu chúng ta phải chìm rất nhiều. Xin được kết thúc chương trình hoặc hôm nay. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý Ngài. Thân chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thu thành thai mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đầu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần học được hoàn tất mỹ mãn. Tôn đức tâm thường là kính chúc quý đạo hữu luôn